nga cáo buộc ba lan muốn kiểm soát tây ukraine lãnh đạo cục tình báo đối ngoại nga cho rằng ba lan muốn chiếm các vùng ở miền tây ukraine và phương tây đang kích động Rusia xung đột với nga giới lãnh đạo ba lan đang chờ đợi thời điểm thuận lợi để nắm quyền kiểm soát một phần lãnh thổ ukraine ở miền tây vì vậy ba lan không muốn và phản đối giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở ukraine lãnh đạo cục tình báo đối ngoại nga svr sergei nariskin hôm nay cho hay trong quá khứ, Ba Lan từng kiểm soát một số vùng lãnh thổ hiện thuộc Ukraine, miền Tây Ukraine, bao gồm thành phố Lviv, đang được nhập vào Liên Xô hồi cuối Thế chiến II. Ông Narykin đồng thời cáo buộc phương Tây đang thúc đẩy Georgia bước vào cuộc xung đột với Nga. Chúng tôi thấy những nỗ lực dai dẳng của Mỹ, Liên minh châu Âu và Anh nhằm thuyết phục giới lãnh đạo Georgia về sự cần thiết phải mở cái gọi là trật tự thứ hai. Họ thấy tình hình hiện tại trên chiến trường không có lợi cho Ukraine và đang buộc Russia bước vào cuộc xung đột với Nga, ông Narikin nhấn mạnh. Ba Lan, Mỹ và các nước khác chưa phản hồi về những phát biểu của lãnh đạo tình báo Nga. Ba Lan ủng hộ mạnh mẽ Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch cuối tháng 2 năm 2022 và đã cung cấp vũ khí cho Kiev. Cam kết của Ba Lan với nước láng giềng đã đóng vai trò quan trọng để thuyết phục các đồng minh châu Âu khác cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev, trong đó có xe tăng chủ lực. Georgia tháng trước đối mặt với tình trạng bất ổn khi hàng chục nghìn người đổ về trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô Tbilisi để phản đối dự luật kiểm soát các tổ chức phi chính phủ và truyền thông thuộc diện đặc vụ nước ngoài. Người biểu tình chỉ trích dự luật này là luật Nga khi cho rằng các điều khoản của nó giống hệt đạo luật kiểm soát các tổ chức phi chính phủ được Nga ban hành vào năm 2012. Phe đối lập cáo buộc đảng cầm quyền giấc mơ Georgia chịu ảnh hưởng từ Nga xây dựng luật mới nhằm kiểm soát ảnh hưởng của phương Tây. Đảng Giấc mơ Georgia ngày 9 tháng 3 thông báo đã rút dự luật nhằm giảm không khí đối đầu, đồng thời cáo buộc phe đối lập lan truyền thông tin cực đoan. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố dự luật được dùng làm cái cớ để bắt đầu nỗ lực nhằm thay đổi chính phủ Georgia bằng vũ lực. Theo ông, các cuộc biểu tình tại Georgia được dàn dựng từ nước ngoài với mục đích gây căng thẳng ở biên giới Nga và phe đối lập ở Georgia được phép làm bất cứ điều gì họ muốn vì lợi ích của phương Tây. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho rằng có bàn tay hữu hình cố gắng thêm các yếu tố chống Nga vào biểu tình tại Russia. Nga nêu điều kiện đối thoại hạt nhân với phương Tây Moscow sẵn sàng đối thoại về hạt nhân với phương Tây, mặc dù các nước này có thể muốn kiềm chế Nga hơn là giải quyết căng thẳng hiện nay. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, trả lời phỏng vấn Akumenti Ifati ngày 4 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Moscow tiếp tục để ngỏ đối thoại với phương Tây về vấn đề hạt nhân. Ông cũng đều rõ đối thoại phải tiến hành trên cơ sở bình đẳng và xét tới các lợi ích của Nga vì một môi trường tốt hơn ở châu Âu, châu Âu Đại Tây Dương và giảm thiểu các rủi ro hạt nhân trong dài hạn. Tuy nhiên ông cho rằng phương Tây chưa sẵn sàng đối thoại mang tính chất xây dựng với Nga, thay vào đó tìm cách để kiểm chế Nga. Tháng 12 năm 2021, Mỹ và NATO đã bác đề xuất của Nga về ký các hiệp ước cam kết đảm bảo an ninh chung. Moscow coi việc liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu mở rộng tới gần biên giới Nga là mối đe dọa. Trong khi đó, NATO khẳng định xu hướng mở rộng này chỉ nhằm mục đích phòng vệ, không gây nguy hiểm cho Moscow. Tổng thống Vladimir Putin đã viện dẫn sự khước từ này của NATO là một trong những lý do buộc Nga mở chiến dịch quân sự tới Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Kể từ khi xung đột Nga Ukraine nổ ra, Mỹ và các đồng minh liên tục viện trợ khí tài cho Kiev, trong đó có xe tăng, hệ thống phòng thủ tên lửa. Tháng trước, anh xác nhận sẽ chuyển cho Ukraine các xe tăng sử dụng đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo. Đáp lại động thái này, Moscow thông báo kế hoạch triển khai khí tài hạt nhân chiến thuật ở Belarus vào đầu mùa hè này. Nga nói Ukraine cố kéo dài chiến sự. Ông Zelensky họp với quân đội. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Ukraine và đồng minh phương Tây đang cố kéo dài chiến sự. Trong cuộc phỏng vấn mới đây được đăng hôm 3 tháng 4 trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, khi nhận xét về các điều khoản của kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đưa ra cho Ukraine, ông Lavrov nhắc tới sự phù hợp với cách tiếp cận của Nga, đồng thời nhấn mạnh tiến trình hòa bình đang bị cản trở bởi Kiev và đồng minh phương Tây, những người đang làm mọi cách để kéo dài chiến sự. Bộ trưởng Lavrov cho rằng Trung Quốc có quan điểm cân bằng về vấn đề Ukraine. Chúng tôi hoan nghênh việc Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết xung đột bằng chính trị và ngoại giao, ông Lavrov kết luận. Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tổng thống Zelensky họp với quân đội. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 3 tháng 4 đã tổ chức cuộc họp bên ngoài trụ sở của Tổng tư lệnh tối cao ở thành phố Chernihiv. Tuy nhiên, tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Zelensky và tướng Oleksandr Tavnavsky không trình bày báo cáo trực tiếp mà thông qua phương tiện liên lạc. Chúng tôi đã thảo luận về các vấn đề an ninh ở tiền tuyến, ở các khu vực phía Bắc và ở biên giới. Chỉ huy các hướng đã báo cáo tình hình nóng nhất mặt trận thông qua liên lạc an toàn, ông Zelensky chia sẻ trên kênh Telegram. Đặc biệt, tình hình ở Bakhmut trên các hướng Abdiivka và Marienka cũng được nhắc tới. Tuy nhiên, ông Zelensky không đưa ra đánh giá về tình hình cũng như vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine tại các hướng này. Vì sao Nhật Bản phá vỡ lệnh trừng phạt phương Tây để mua dầu Nga trên giá trần? Các quốc gia thành viên G7 bao gồm Nhật Bản từ cuối năm 2022 đã đồng ý áp giá trần dầu Nga ở mức 60 đô la Mỹ một thùng, nhưng giờ đây Tokyo lại phá vỡ quy tắc này. Tờ Wall Street Journal dẫn một báo cáo cho biết Nhật Bản đã âm thầm bỏ qua lệnh trừng phạt Nga khi mua dầu thô từ Moscow với mức giá trên mức giá trần 60 đô một thùng. Hành động này của Tokyo được cho là nhận sự đồng ý từ Washington, Nhật Bản là trường hợp ngoại lệ. Trong khi nhiều quốc gia châu Âu hạn chế hoặc dừng nhập khẩu dầu thô từ Nga nhằm phản ứng với cuộc chiến tại Ukraine, thì Nhật Bản vẫn tăng cường mua khí đốt tự nhiên lẫn dầu từ Moscow của Nga. Bên cạnh đó, Tokyo vẫn thể hiện cam kết ủng hộ Ukraine. Điều này thể hiện qua sự đồng thuận của Tokyo với các thành viên G7 khi đưa ra lệnh áp giá trần dầu Nga vào tháng 12 năm 2022. Việc Nhật Bản tiếp tục mua dầu Nga, thậm chí phá vỡ mức giá áp trần là do quốc gia Đông Á này hầu như không sở hữu mỏ khí đốt hay dầu thô nào. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng năng lượng của Nhật Bản là rất lớn. Báo cáo của World Street Journal dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng chính sự phụ thuộc này đã khiến Nhật Bản do dự trong việc hỗ trợ Ukraine. Đến nay, Nhật Bản là quốc gia duy nhất trong nhóm G7 không cung cấp khí tài sát thương cho Ukraine. Quốc gia Đông Á hiện là nước nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG lớn nhất thế giới, trong đó Nga cung cấp 10% số LNG Nhật Bản cần, chủ yếu thông qua dự án Sakhalin 2 tại Viễn Đông. Năm 2022, Nhật Bản đã nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga nhiều hơn 4,6% so với năm trước đó. Phát biểu tại phiên họp thượng viện Nhật Bản ngày 27 tháng 3, Thủ tướng Fumio Kishida tuyên bố Tokyo muốn tiếp tục đầu tư vào các dự án dầu khí ở Sakhalin để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Các quan chức Nhật Bản cũng cho biết Tokyo sẽ nhận trái đắng nếu từ bỏ cơ hội tiếp cận với LNG của Nga, bởi Moscow sẽ chuyển hướng và bán số nhiên liệu này sang cho Trung Quốc. Cũng theo World Trade Journal, EU và Mỹ đưa ra ngoại lệ cho Nhật Bản đối với việc áp trần giá dầu Nga từ tháng 9 năm 2022. Theo đó, nước này được mua dầu Nga ở mức trên giá trần 60 đô một thùng cho từ tháng 9 năm 2023. Như bộ này của EU và Mỹ cho thấy Nhật Bản phụ thuộc vào Nga đối với nguồn cung cấp nhiên liệu hóa thạch từ Nga trong 2 tháng đầu năm nay, Nhật Bản đã mua khoảng 748.000 thùng dầu từ Nga với tổng trị giá 6,9 tỷ yên, tức 50,43 triệu đô. Theo tỷ giá hối đoái hiện nay, giá mà Tokyo đã trả cho mỗi thùng dầu Nga là khoảng 70 đô. Nga hiện vẫn xuất khẩu hàng triệu thùng dầu mỗi ngày, nên lượng mua vào của Nhật Bản chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ. Cuối năm ngoái, G7 và Australia đã thống nhất áp giá trần đối với dầu thô nhập khẩu bằng đường biển của Nga ở mức 60 đô một thùng nhằm giảm nguồn thu của Nga đồng thời ngăn chặn cú sốc đối với giá dầu toàn cầu cơ chế giá trần này cho phép các quốc gia không thuộc eu tiếp tục được nhập khẩu dầu nga nhưng cấm các công ty vận chuyển bảo hiểm và tái bảo hiểm xử lý các đơn hàng dầu nga trên toàn cầu trừ khi chúng được bán dưới mức giá trần